Ok, xin chào mọi người, xin chào mọi người trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series Thiên Văn Học Đại Cương, các đường tới phần 3 trong công cụ toán học ha, là các đường conic chính tắc. Mình sẽ đưa ra các phương trình chính tắc của cái đường conic bằng cái định nghĩa, từ cái định nghĩa của nó. Ok, thì đầu tiên là mình xin đi vào cái đường thứ nhất là đường elip. Elip. Thì cái đường conic hôm bữa mình ra được cái phương trình theo từ cái định nghĩa. Cái phương trình của đường là theo cái định nghĩa là mình có là 1 trừ e bình nhân cho x bình cộng y bình, rồi đem cộng cho 2 lần e bình s trừ cho c nhân cho x bằng, chuyển qua bên kia là e bình s bình trừ cho c bình. Đây mình sẽ lập những cái điều kiện để thằng l này thành cái phương trình chính tắc. Mà chính tắc là sao? Chính tắc là nó chỉ có bậc 2 thôi, bậc 2 và bậc 0 thôi, nó mất những cái bậc 1 hoặc là số hạng chữ nhật. Nói chung là nó mất những cái thằng không nằm trên đường chéo chính ha, mất những cái thằng, những cái hệ số tương ứng với những cái thằng mà không nằm trên đường chéo chính. Ở đây thì mình có thằng này là, để coi, thằng này là A nè, đây là A, thằng này là C, thằng này là trừ F. Đó, ba này nằm trên đường chéo chính nè. Vậy thì mình phải làm mất đi cái thằng 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 chữ X đây. Thì để L chính tắc, L muốn chính tắc thì cái thằng nằm trước X là cái thằng D này nó phải bằng 0, tương đương là e bình s trừ c bằng 0. Là mình tìm mới được s theo c và e là như sau, là c chia cho e bình. Cái này là cái thứ nhất mà mình thu được. Ok, sẽ chúc laptop mình bị quá nhiệt cho nên là mình sẽ cắm tản nhiệt cho nó. Ok, tiếp theo là mình phải làm sao để các bạn nhớ lại ha, cái phương trình elip các bạn học ở trung học phổ thông là mình sẽ có bán kính trục lớn, bán kính trục bé. Vậy đi. Đây. Đây, từ O tới cái đỉnh A1 bên đây, A2 là B2 là B1 là X này Y, cái đoạn này là A nè, đây là B nè, là A rồi là bán kính trục theo phương X, còn B là bán kính của trục theo phương Y. Được chưa? Thì muốn chính tắc thì cái đường elip nó phải nằm ngay ngắn như vậy ha, nghĩa là nói chung là nằm trên trục phải là hai cái đường cực trị của nó, hai cái đường kính cực trị của nó, A1 A2 chính là đường kính max của nó, còn B1 B2 chính là đường kính min của cái đường elip cho bạn, và tâm của đường elip phải nằm ngay góc tọa độ. Đó, thì muốn được như vậy thì khi y mà nó bằng không á, nghĩa là cái điểm nó nằm trên cái trục, cái điểm M khi mà nó nằm trên trục hoành á, thì x của nó phải bằng, suy ra x của nó mình chọn một trong hai thứ ha,
trừ cộng, cộng trừ a gì đó. Chưa các bạn? Có thể nằm bên đây là a, ở đây là trừ a. A là số dương, a là số dương, b cũng là dương. Ok, suy ra tương đương cái mình từ cái đường lờ mình suy ra ha, là mình sẽ có là 1 trừ e bình nhân cho a bình y bằng không. Rồi cụm này mất rồi, do cái mình dùng cái điều kiện chính tắc hay nó mất rồi, thì bằng tôi trừ f nè, e bình là e bình, s bình là c bình chia cho e mũ 4 nè. Mình dùng cái mình mới suy ra đây nè bạn, trừ cho c bình thì biến đổi mình sẽ thu được cái gì đây, mình thu được cái gì suy ra tương đương ở đây là 1 trừ e bình a bình, đây là c bình ra ngoài ở trong cộng 1 trừ 1 phần e bình trừ 1. Biến đổi để rút gọn cho nhanh thì mình đừng có nhân vô, mà mình hãy quy đồng, mình sẽ thấy được điều kỳ diệu là 1 trừ e bình chia cho e bình suy ra rút gọn hai vế, mình sẽ có được là a bình bằng c bình chia cho e bình. Đó là mối liên hệ đầu tiên giữa a với lại c và e. Do a dương cho nên mình có được là a sẽ bằng c chia cho e, hay nói cách khác mình sẽ có được e bằng c chia a. Đây là công thức tính tâm sai mà các bạn đã học ở trung học phổ thông đây. Đây là mối liên hệ giữa a, c và e. Ok. Bây giờ mình sẽ tìm mối liên hệ giữa B với C với E. Thì mình cho khi, bạn thấy là khi mà cái điểm nó nằm trên trục tung thì chỉ có hai chỗ thôi, là B1 hoặc là đỉnh B2. Đỉnh B1 hoặc đỉnh B2 nghĩa là khi x bằng 0, bằng 0 là trục tung đó à, thì B y phải bằng cộng trừ B. Và bạn suy ra từ cái đường L suy ra, đường L suy ra là 1 trừ cái này mất rồi, đi với x là mất, đi với y rồi chỉ còn là b bình thôi, và các bạn bằng cái trừ f. Mình nhớ là e bình nè, s là c bình chia cho e mũ 4 f bình ha, xong rồi trừ cho c bình phải không? Đúng rồi các bạn, chuyển vế rút gọn một chút, bạn sẽ có là b bình bằng, không rút gọn được gì hết, quên 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 ờ đúng rồi, 1 trừ e bình thôi, cứ 1 phần e bình đi, 1 phần e bình trừ 1. Ok, các bạn được cái ý thức vậy đó, b nó liên quan tới c với e vậy đó, rất là xấu. Ok, thì từ biểu thức này mình sẽ rút ra được mối liên hệ giữa a, b và c như các bạn đã học trong 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 chương trình phổ thông. Tới đây các bạn thấy một điều như vậy, tại vì b bình nó bằng cái đóng bên kia, là bên đây các bạn cũng thấy à, các bạn cũng rút ra được một điều từ đây ha, là mình sẽ thấy được do a bình á nó không phải, không suy được từ bên đây đâu, suy được từ bên đây đây, do b bình là một số dương đúng không bạn, thì suy ra được là 1 phần e bình trừ 1 phải là dương, vậy suy ra e bé hơn 1. Và bạn suy ra được luôn c bé hơn a.
Các bạn tới thôi E đi. E bằng C chia A bé hơn 1, suy ra C bé hơn A. Có phải đường nghịch lý không các bạn? Cho các bạn hãy xem lại cái video trước. Mình sẽ có được E nó sẽ lớn hơn 0 và bé hơn 1. Lớn không là điều đương nhiên ha, khỏi ghi. Mà bé hơn 1 là cái điều đặc biệt ở đây. Và mình sẽ biết được cái chữ F này nó sẽ cái tiêu điểm F này nó sẽ nằm gần góc tọa độ O hơn cái đỉnh A1. Đây mình gọi là F1. Bên đây mình gọi là F2. Là C. Đây là trừ C. Tọa độ của nó là như vậy. Đó là cái điều thứ nhất mình rút ra được cái biểu thức này từ cái việc là cho x bằng 0 thì y bằng cộng trừ b. Cái thứ hai mà mình rút ra được ở đây là mình sẽ có được mình thay đi, thay do e bằng c chia a suy ra 1 phần e bằng a chia c, thay vô cái biểu thức b bình, suy ra b bình nó sẽ bằng c bình nhân cho mở ngoặc a bình chia c bình trừ 1. Bạn nhân vô các bạn sẽ thấy được là mình sẽ có là b bình bằng a bình trừ cho c bình. Hay cái biểu thức các bạn hay gặp là a là thằng to nhất, nó sẽ bằng hai thằng kia cộng lại. Đó bạn. Mình từ hai cái việc làm là cho tìm dựa vào tọa độ của hai đỉnh đó, thì mình ok thì mình sẽ có được cái đường delta của mình á, đường delta ghi luôn ha, nó sẽ có cái phương trình là y bằng s bằng đường delta bên đây ha, đường delta bên trục dương sẽ có đường delta bên trục âm bằng s. Nãy s bằng gì? S là bằng c chia e bình phương, c chia cho e bình phương mà 1 phần e bình phương là a bình chia c bình, thì mình có được cái đường này nó sẽ là a bình chia c, y bằng a bình chia c, sẽ có một cái đường đối xứng với nó qua trục tung là cái đường y bằng trừ a bình chia c chẳng hạn, nó nằm ở bên kia. Mình có thể thiết lập được cái phương trình elip bằng cái trục delta nằm bên kia, nhưng mà cụ thể ở trường hợp này thì mình xác định đường này, đường elip bằng cái đường delta bên đây thôi. Đó cái đường L của mình, đường L của mình thay đổi, mình thay những cái đại lượng mà mình mới đặt vô ha, thì một đây ghi lại đi, ghi lại cái đường nó là 1 trừ e bình nè, x bình nè, cộng y bình nè, bằng trừ cộng cho 2 lần e bình s trừ c x bằng e bình s bình trừ cho c bình. Thì mình có được có e bằng c chia a đây và s sẽ bằng a bình chia c đúng ta, đúng rồi. S bằng a bình chia c, mình thay vô đây suy ra đường l của mình nó sẽ trở thành, ngoài ra thì mình có một cái mối liên hệ là giữa b bình bằng a bình ha, là nó sẽ bằng 1 trừ cho c bình chia cho a bình nhân cho x bình cộng cho y bình cộng cho cái này nó sẽ bằng không rồi tại vì nó chính tắc rồi, khỏi thế vô chia cho nó mệt. Đó là e bình
bình là C bình chia cho A bình. Còn S bình sẽ là A mũ 4 chia cho C bình trừ cho C bình. Ok. Tiếp theo. Chuyển A bình lên, mình có A bình trừ C bình chia cho A bình cho X bình cộng Y bình bằng, đây là A bình. Rút gọn ha, còn A bình trừ cho C bình nữa chứ. Thì A bình trừ C bình nó là B. B bình bằng A bình trừ C bình đây. Mình thay vô là B bình chia cho A bình X bình cộng Y bình bằng B bình. Và mình chia các vế cho B bình. Chia hai vế cho B bình. Mình sẽ có được cái phương trình rất quen thuộc trong chương trình toán phổ thông lớp 10 ha. Đây là phương trình chính tắc của elip. Các bạn thấy là cái điều kiện để nó thành elip chưa? Cái biến đổi nó đều rất là hợp lý và logic để nó ra được. Ok, thì chắc là cái video này mình chỉ làm được về cái đường elip thôi. Cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cái đường hyperbol với parabol. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay thì nhớ subscribe giùm mình. Chào các bạn.